Khác với những phiên trước thì những phiên trước thị trường bị bán vào phiên sáng thì đến cuối phiên chiều thì đều được kéo lên. Tuy nhiên, hôm nay điều này nó đã không diễn ra và thị trường của chúng ta bị bán xuyên suốt từ đầu sáng cho đến cuối chiều. Và chúng ta có thể thấy được là đến cuối phiên chiều thì thị trường còn bị bán một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Thế vậy thì với việc là thị trường của chúng ta hôm nay tạo ra một cái nến nó tương đối là xấu với mức thanh khoản lớn như thế này thì liệu đây có phải là một phiên phân phối hay không? Cũng như là các anh chị nào mà chúng ta đang cầm hàng thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Và các anh chị cầm tiền thì chúng ta có nên tham gia bắt đáy luôn hay không? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Ok, thì quay trở lại với thị trường. Thực ra thì với nếu như các anh chị nào chúng ta theo dõi suốt quá trình gần đây về những video mà em đã có ra thì các anh chị có thể nhận thấy được một điều là em đã có nói đi nói lại một điều là thị trường của chúng ta không phải là uptrend. Không phải là uptrend. Anh chị nhá, đây là một quan điểm rất xuyên suốt dù cho rất nhiều nhà đầu tư và cũng như là các chuyên gia trên thị trường thì đều bảo là thị trường uptrend trong những phiên mà thị trường bị rơi mất hàng như thế này. Điều chỉnh xong là kéo ngược trở lại thì ai cũng nghĩ đây là một phiên mất hàng. Đó, nhưng em không đánh giá đây là một phiên phiên mất hàng cũng như là không không nghĩ thị trường của chúng ta là uptrend. Và bản thân cũng có những anh chị là cũng có comment ở dưới phần video với dưới phần mô tả thì cũng có hỏi là tại sao lại lại thị trường này lại không được coi là thị trường uptrend. Đây, chị cũng hỏi một câu là tính từ tháng 11 năm ngoái đến thời điểm này gọi là uptrend chứ? Đó, bởi vì là thị trường luôn tạo ra cái đáy sau cao hơn đáy trước và cũng đã vượt đỉnh tháng 2 rồi thì tại sao không được gọi là uptrend? Thì em cũng đã có giải thích là gì? Là thị trường uptrend thì các điểm mua break phải có tỷ lệ thành công cao khi có sự xác nhận của dòng tiền. Còn hiện tại thì điều này chưa xuất hiện quá nhiều. Đó. Và các anh chị có thể thấy được là trong những phiên gần đây thì gần như là những cái cổ phiếu mà nó break xong, nó tăng xong thì nó đều điều chỉnh lại. Các anh chị nhé, nó đều điều chỉnh lại. Ví dụ như là như nhóm bán lẻ là một cái nhóm rất điển hình. MRLG. Đây. Em lấy ví dụ rất nhiều lần rồi, sau những phiên break rất mạnh ở đây thì cổ phiếu bị điều chỉnh trở lại. Đây, tiếp tục một phiên break ở đây lại bị điều chỉnh trở lại. Thì nó cho thấy được là những cái phiên mua break, những người mua break là những người mà không tạo ra được hiệu suất. Và đó nó không bao gồm những cái dòng tiền lớn mà người ta thể hiện ý chí đánh lên. Các chị nhá. Đó. Và đây nó vẫn chỉ là đang trong một cái quá trình vận động sideways. Em vẫn đánh giá là thị trường vẫn đang trong vận động sideways và vẫn cần một cái nhịp là nhịp chia lại van mới. Các chị nhá. Vẫn cần một nhịp chia lại van mới. Điều này thì em cũng đã có được, em đã có khuyến nghị cũng như là phân tích rất kỹ trong trong đúng khách hàng bên em, kể cả trên các video trước đây em cũng đã có làm. Các chị nào mà các chị chưa xem nhé, các chị có thể mở lại chính cái video thứ nhất là video là nhà đầu tư mất hàng nên làm gì, và rất nhiều những video trước đây em cũng đã đều có phân tích rất kỹ là thị trường này không phải thị trường uptrend. Và khi phân tích trong những cái phiên mà thị trường tăng thì đôi khi là các anh chị sẽ không cảm nhận thấy được đâu, các anh chị sẽ không nghĩ vậy đâu. Nhưng với những cái phiên như thế này, đó, với những phiên thị trường giảm như này thì khi nói đến chuyện thị trường không phải uptrend thì có vẻ như là sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm của anh chị hơn. Đó là lý do vì sao em đã có viết là khi đa phần các nhà đầu tư và chuyên gia đều nói thị trường uptrend, nhưng em đã đưa ra một cái nhận định đi ngược đám đông và sẵn sàng tâm thế cho những phiên rơi không chỉ 13 điểm như phiên hôm nay mà là 20 điểm, 30 điểm và thậm chí là 40 điểm. Đôi lúc là mình cảm thấy cô đơn nhất thì lại dễ thành công. Đấy ạ. Đây chính là ngày 26 tháng 6. Và em cũng đã có viết trong trong room khách hàng, đây chính là room VIP mà em có hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong hệ thống nhé. Là em đã liên tục khuyến nghị bán và sẵn sàng tâm thế với cú rơi 20 điểm. Và đã nhắc lại rất nhiều lần rồi. Nên bây giờ là lúc mà tiền nhàn rỗi và chờ sập là cơ hội. Đó. Và đây chính là những yếu tố mà thực ra không phải bây giờ. Bây giờ hôm nay thì các anh chị có thể lên rất nhiều các kênh YouTube, diễn đàn này rồi những cái bài viết kia thì mọi người sẽ nghĩ sẽ nhìn thấy nhiều bài nói về cái việc mà thị trường sập hoặc là không phải uptrend, có thể là sập nhiều, nhưng thực ra đến cái thời điểm này nó đã diễn ra rồi thì nó gần như là không có giá trị. Nó chỉ có giá trị khi chưa xảy ra. Còn thí dụ như là các anh chị mà nghe theo những cái thí dụ như các anh chị có thể nghe người này người kia bảo là thị trường uptrend cứ mua đi, break là mua, hoặc là hiện tại cổ phiếu này đang tích lũy tốt mua, đúng không ạ? Thế nhưng mà các anh chị mua rồi, mua xong rồi bây giờ nó rơi thì bây giờ làm gì còn giá trị. Em lấy ví dụ,
Em lấy ví dụ như là cổ phiếu nhóm chứng khoán. Đây, anh chị thấy phiên break đây, không hề thành công. Đây nhá, break xong, rơi. SSI nhá, break xong này, phiên tăng đến 3,1%. Ai cũng nghĩ là uptrend chứ đúng không? Ai cũng nghĩ là cổ phiếu còn tăng tiếp. Nhưng không ạ, cổ phiếu nó vẫn còn rơi. Và sau chính cái phiên này thì nó tạo ra một cây nến, ở đây là một cây nến khá là xấu. Và phiên này chính là một phiên mà xác nhận. Phiên này chính là một phiên xác nhận và nó tạo ra một cái mẫu hình ở đây. Đây gọi là mẫu hình Evening Star. Hoặc là rất nhiều cổ phiếu như SHS, rồi là chúng ta có MBS. Dạ, MBS đây, ai nghĩ là tích lũy. Đúng không ạ, ai nghĩ tích lũy. Hôm nay anh chị nào mà mua ngay đầu phiên sáng thôi là có khi là cũng đã bị lỗ một khoảng tầm là hơn 3%. Rất nhiều những cổ phiếu SHS, rồi là chúng ta nhìn thấy là có FTS cũng rơi đến 5%. Đó. Và cái nhóm chứng khoán mà nó rơi như này á, nó rơi trong trạng thái là tạo ra mẫu hình phân phối, hoặc là sau một quá trình tăng nó đi ngang không tạo ra được đá tăng mà bị gãy như này, thì nó đang báo hiệu cho một cái dấu hiệu nó khá là xấu. Khá là xấu các chị nhá, một cái dấu hiệu khá là xấu cho thị trường. Có thể thị trường sẽ không rơi luôn đâu. Ngày mai thì em nghĩ là có thể là sẽ theo quán tính là rơi thì sẽ giảm tiếp một chút, nhưng sẽ có nhịp hồi. Và lát nữa em sẽ phân tích kỹ, phân tích phải kỹ cái phần này để cho các anh chị thấy được là thị trường của chúng ta đang ở giai đoạn như thế nào các anh chị nhé. Thì với việc là nhóm chứng khoán nó rơi như này, trong cái bối cảnh là cái nhóm của họ APEC đã bị rơi liên tục, ví dụ như APS đây giảm sàn liên tục, API, EDG đều là những cổ phiếu mà nó bị những thông tin liên quan đến chủ tịch bị bắt, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta nhìn lại chính cái thị trường của chúng ta đây cũng ở những cái giai đoạn này, em không nhớ lắm là cái giai đoạn tháng 1 là cái giai đoạn mà anh Quyết, đúng không ạ? Anh Quyết thì cũng bị thông tin là cũng bị khởi tố, bị bắt, đúng không ạ? Thì sau đấy một khoảng thời gian sau thì thị trường bị rơi như này. Thì đối với nhịp này thì có thể là cái sự phản ánh nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn một chút. Nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn bởi vì là thị trường đã có kinh nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm từ cái nhịp trước rồi, cho nên là cái sự phản ứng của nhà đầu tư nó cũng sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Trước đó thì sao? Trước đó thì chưa có lần nào xảy ra. Thì có thể là thị trường phản ứng chậm, nhưng lần này em nghĩ là thị trường sẽ phản ứng nhanh hơn. Đó. Tuy nhiên, chúng ta phải công bằng mà nói một điều là gì? Là thị trường em đánh giá là sẽ không rơi được luôn, và có thể thị trường đang ở cái giai đoạn như thế này. Đây, sau tạo đỉnh thứ nhất, tạo đỉnh thứ hai, đó, thị trường cũng rơi một phiên như thế này. Phiên đó thị trường còn rơi lên đến là 34 điểm cơ. Hôm sau thì cũng tiếp quán tính đà giảm, thì giảm với một cái mức là 8 điểm. Sau đấy thị trường vẫn có một nhịp phục hồi ngắn ở đây. Có một nhịp phục hồi ngắn. Thì em nghĩ là thị trường của chúng ta nhiều khả năng sẽ có một nhịp như thế này, chưa rơi luôn được. Có thể ngày mai sẽ là phiên mà có thể điều chỉnh, tiếp tục điều chỉnh theo cái quán tính. Nhưng em đánh giá là thị trường vẫn còn một cái nhịp hồi ngắn ở đây. Vẫn còn một nhịp hồi ngắn ở đây trước khi thị trường chia lại ván mới. Và tính đến thời điểm này ạ, đến thời điểm này thì thị trường của chúng ta đã có 3 phiên phân phối nhá. Đây là phiên thứ nhất này. Phiên thứ nhất là vào ngày 8/6 này. Đây là phiên thứ hai này. Cái phiên thứ hai là phiên ngày 16/6. Tuy là về mặt điểm số thì không đáp ứng, nhưng mà cái von và cái thân nến giảm thì lại đáp ứng được. Và phiên hôm nay chính là phiên phân phối thứ ba các chị nhá. Chúng ta có nguyên tắc là một phiên phân phối không phải sợ. Hai phiên phân phối chúng ta vẫn có thể mua, nhưng ba phiên phân phối thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng. Và đến những cái phiên sau là chúng ta phải tìm kiếm điểm bán bằng mọi giá. Với những nhà đầu tư mua ở cái vùng đỉnh trong phiên hôm nay thì đây sẽ là vùng rủi ro. Mua khi mới thị trường mới nhé các chị nhé. Thị trường mới giao dịch trong phiên sáng nay thì còn rủi ro. Còn các nhà đầu tư nào mua trong những phiên chiều hoặc là khi cổ phiếu đã điều chỉnh nhiều thì em đánh giá là cái tỷ lệ thua nó không cao. Em sẽ lấy ví dụ DCM. Dòng tiền nó đang rất là mạnh ở đây. Để cổ phiếu nó rơi một phát xuống như này rất là khó. Mà thường nó sẽ phải có những nhịp kéo lên, nó phải có những nhịp co giật lên. Thì đây sẽ là những thời điểm mà các chị nên canh để mà thoát ra. Hoặc là Nam Kim.
Đây, Nam Kim thì hôm nay cũng rơi lên đến là gần 5%. Nhưng với cái việc bung vôn như này thì em nghĩ là ngày mai nó chỉ điều chỉnh nhẹ đây thôi. Nó chỉ điều chỉnh khoảng về đến vùng giá là 17. 17 thôi nhá. Không không nhiều lắm đâu. Thì nó sẽ có một cái nhịp bật nhẹ trở lại. Thì đây nó sẽ là cơ hội để cho các nhà đầu tư mà thoát hàng. Hoặc là kể cả những HPG. Đây nhá, kể cả HPG. Đó, HPG thì nếu như cổ phiếu này nó giảm tiếp, về cái vùng giá 24.7 25 thì chắc chắn là bên em sẽ tham gia ăn cái nhịp giật đỉnh số 2, bởi vì hiện tại cổ phiếu này nó chưa có nhịp tạo đỉnh số 2. Đó. Đúng ạ. Thì cái việc mà thị trường của chúng ta trong phiên ngày hôm nay giảm như này thì đầu tiên chúng ta phải đánh giá khách quan là đây là một phiên phân phối và đã là phiên phân phối thứ ba rồi các chị nhé. Và nếu như mà các anh chị vẫn còn FOMO, đây là điều mà em đã có cảnh báo rất nhiều cho các anh chị về những cái điểm mua. Bên em thì có mua, nhưng mà bên em thì mua ở những cổ phiếu như VLB, gần như là không bị chịu ảnh hưởng, thậm chí hôm nay nó còn xanh. Đó, bên em mua VLB hôm qua, hoặc là thí dụ như VSC. VSC hôm qua mua tại vùng giá là 34.7, thì thậm chí hôm nay nó cũng không có ảnh hưởng gì bởi thị trường. Còn nếu hôm nay thị trường mà ủng hộ thì có khi nó còn tăng. Đó, nó còn tăng mạnh cơ, nhưng mà hôm nay thì gần như là nó còn vẫn còn giữ được ở mức giá tham chiếu, là một điều em đánh giá khá là tích cực. Đó. Vậy thì với các anh chị nhé, hiện tại các anh chị không biết mua những mã cổ phiếu nào, cũng như là không biết quản trị rủi ro và chưa có hệ thống giao dịch hiệu quả, vẫn còn bị FOMO, thì các anh chị có thể là liên hệ tới em qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem. Thì các anh chị sẽ được là tham gia room, đây là room VIP bên em nhé. Thì tại đây thì em sẽ luôn luôn có những cái nhận định thị trường rất sát và phân tích một cách rất chi tiết. Đó, và cũng sẽ đưa ra những cái điểm mua điểm bán. Mua cũng sẽ mua cho những cái điểm rõ ràng, và khi bán thì cũng sẽ cho những cái điểm bán rõ ràng. Lãi thì cho chốt, mà lỗ thì cũng cho cắt, không có chuyện là ỉm đi để nhà đầu tư bị thiệt hại các anh chị nhé. Đó, và đặc biệt kể cả trong giai đoạn này cũng cũng tương tự như vậy anh chị nhé. Ok, thì em đánh giá là phiên ngày mai không phải là phiên bán cho các anh chị nhé. Phiên ngày mai không phải là phiên bán, mà nếu có bán thì các chị hãy chờ một cái nhịp, đó chính là cái nhịp này, nhịp giống như cái nhịp này. Anh chị hãy chờ một cái nhịp thị trường của chúng ta hồi nhẹ lên. Tất nhiên mỗi một giai đoạn thì xung lực dòng tiền nó khác nhau, cho nên là tùy từng nhịp nó sẽ hồi được những nhịp ngắn, nhịp dài, hồi được ít được nhiều. Đó, còn đâu là ngoài ra thì cũng phải tùy thuộc vào những cổ phiếu mà các chị đang nắm. Đó, ví dụ như là các anh chị đang nắm những cổ phiếu mà cổ phiếu penny thì chắc chắn là các anh chị phải bán. Chắc chắn là các anh chị phải bán. Đó, đây là điều mà em đã có khuyến nghị cho anh chị rất nhiều lần rồi. Và bên em cũng là bên mà cũng đã thoát toàn bộ những cổ phiếu penny, thí dụ như là VHG. Đó, những cổ phiếu này nó không còn dòng tiền được ủng hộ nữa và nó không thu được dòng tiền nữa thì chúng ta cũng sẽ phải bán. Hoặc là LIG. Đây, là chúng ta cũng vẫn phải bán thôi. Nếu không bán thì mỗi ngày nó cứ bào mòn tài khoản của anh chị một chút thì sẽ khiến cho là các chị gặp ở những trạng thái rủi ro. Đó. Và giống như là một cái con ếch ấy, mà em đã có lấy ví dụ rất nhiều lần rồi. Nếu như thị trường giảm luôn phát như này thì con ếch nó sẽ nhảy ra, giống như là dội một cái gáo nước nóng thì nó sẽ nhảy ra, hoặc là ném con ếch vào trong một cái nồi đang đun sôi nó sẽ nhảy ra. Nhưng nếu mà cho con ếch vào một cái nồi nước lạnh xong rồi cứ đun dần lên thì con ếch nó sẽ dần dần nó mất đi cái khả năng kháng cự và nó sẽ chết trong cái nồi nước đun sôi dần dần đó. Đó, thì giống như thị trường như vậy, với một phiên như này thì em đánh giá là sẽ chưa chết được luôn và vẫn sẽ còn những cái phiên hồi phục, và phiên hồi phục đó sẽ là những phiên mà các anh chị tranh thủ để mà thoát hàng trước khi có một pha chia lại ván mới, trước trước khi chia lại ván mới. Và những cái pha về sau ạ thì ngày càng cái mức độ giảm điểm và cái mức độ nghiêm trọng nó sẽ lớn dần lên. Đây, ví dụ như là phiên phân phối đầu tiên là giảm 8 điểm đó, thì đến phiên sau ở phiên này một phiên là giảm đến 9,8 điểm, và phiên này là một phiên biên độ lại càng lớn hơn, giảm đến 13 điểm. Và nó sẽ không giảm theo kiểu dạng những phiên tới nhá. Nếu đã giảm là không giảm theo dạng là giảm 15, 17 điểm đâu, mà một khi giảm là đã giảm 20, 30 điểm, thậm chí là 40 điểm là các anh chị cũng phải chuẩn bị những kịch bản là như vậy các chị nhá. Ok, thì đó là toàn bộ những chiến lược mà em có đưa ra phân tích và đưa ra cho các anh chị.
Thì hy vọng là sẽ giúp cho anh chị có được một góc nhìn thật là bình tĩnh, cũng như là không FOMO nếu như thị trường hồi phục. Hồi là để bán chứ không phải hồi để mua các anh chị nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.